Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình Nhịp Sống Quanh Ta. Xin nhân hạnh kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả của Đài Việt TV. Và chúng tôi rất là vui được trở lại trong chương trình này. Và thưa quý khán thính giả, vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là Văn Biểu Heberbo. Chúng tôi xin trân trọng kính chào Văn Biểu Heberbo. Dạ, xin kính chào anh Hoàng Bách và quý khán giả của Đài. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, như chúng ta biết là cái mùa bầu cử vừa qua thì Văn Biểu Heberbo đã thắng và anh đã đảm trách cái nhiệm kỳ thứ 6, tức là coi như anh bước vào cái nhiệm kỳ thứ 6, tức là đã 10 năm qua rồi, bây giờ đây là năm thứ 11. Thì thưa Văn Biểu, sau đó thì chúng tôi được biết là Văn Biểu có đi họp với các Văn Biểu mà gốc thiểu số tại Hoa Kỳ này, tức là gồm nhiều tiểu bang. Thì Văn Biểu có thể cho quý khán thính giả của chúng ta được biết là các cái Văn Biểu mà tiểu bang hình thành cái khối mà gọi là thiểu số như vậy đó, có cái tôn chỉ, có cái mục đích và có cái hướng hoạt động như thế nào, Văn Biểu? Dạ thưa anh Bách, thì Hiếu Bực Võ và thưa quý đồng hương đã thuộc về cái ngành lập pháp đã 10 năm nay, và thưa quý đồng hương, nhưng mà đối với những tiểu bang khác và đối với những cái với liên bang thì Hiếu Bực Võ đã đi sinh hoạt chung từ 10 năm trước với tất cả những dân biểu của những tiểu bang khác, và thưa quý đồng hương, nhưng mà trong cái số của những cái người vị dân biểu của những tiểu bang khác đó, và thưa quý đồng hương, là có tất cả những cái sắc dân khác, kể cả người Mỹ trắng, người da đen, người khối Latino và cũng như người mọi da đỏ, và thưa quý đồng hương, thì cái đó thuộc về cái liên bang, và trên liên bang nữa đó thì Hiếu Bực Võ cũng thuộc về trong cái ủy ban lãnh đạo của cái khối người dân biểu của gốc Á Châu, và thưa quý đồng hương, và Hiếu Bực Võ đã sinh hoạt trong cái khối Á Châu này và cũng như khối liên bang đó thì cả 10 năm nay. Thì trong 3 năm vừa qua, và thưa quý đồng hương, thì những cái khối dân biểu của những cái cộng đồng thiểu số, và thưa quý đồng hương, như là dân biểu khối Á Châu, thì dân biểu khối Á Châu có khoảng 121 người, và thưa quý đồng hương, trên toàn nước Mỹ. Phần đông là tại Hawaii và California, còn mấy tiểu bang như là Texas và New Jersey hay là Virginia, Massachusetts thì có rất là ít, và thưa quý đồng hương, thì có 121 vị dân biểu người gốc Á Châu trên toàn quốc, trên 22 tiểu bang khác nhau, và thưa anh Hoàng Bách. Thưa dân biểu, có thể cho biết là 121 vị dân biểu này gốc Á Châu hay là dân thiểu số như anh nói đó, là bao gồm cả người Mễ, người da màu, tất cả hay sao? Dạ, 121 người này là của gốc Á Châu không, dạ thưa anh. Còn cái gốc mà người của Hispanic với lại của người da đen và người mọi da đỏ đó, rất là nhiều, họ cái theo cái xác suất tỷ lệ mà dân số của nước Mỹ theo thống kê năm 2010 thì cái gốc Á Châu của chúng ta chưa tới 6%, khoảng 6% của tổng số dân số trên nước Mỹ, và thưa anh Hoàng Bách, thành ra trên trên cái số số người như vậy thì chỉ có 6% của gốc Á Châu, và những cái dân biểu mà gốc Á Châu chỉ có 121 người thôi, dạ thưa anh. Thưa dân biểu, có thể cho biết thêm là cái hướng hoạt động của các cái dân biểu mà gốc Á Châu này nhằm mục đích gì, họ tranh đấu cái điều gì ở trong nước Mỹ này, hoặc là có cái quan điểm như thế nào? Dạ thưa anh, thì 10 năm về trước thì dân biểu gốc Á Châu như em đã sinh hoạt vô trong những cái vấn đề mà cho người Á Châu, liên quan tới người Á Châu. Thứ nhất là về cái môi trường phát triển về học vấn cho con em của chúng ta. Có nhiều khi những cái gốc Á Châu mới qua bên, những gia đình gốc Á Châu mới đặt qua bên chân nước Mỹ, thành ra cái tiếng Anh rất là còn kém, còn phải đi học trong những cái trường tiểu học, trường trung học. Thì trong cái môi trường đó, gốc Á Châu có những tại những tiểu bang nào và những thành phố nào có người gốc Á Châu, thì làm sao để mà những trường học đó có thể giúp cho con em của chúng ta mới qua đây đó, vì tiếng ngôn ngữ thì không có rành rẽ, thì làm sao có những cái chương trình dạy phụ thêm để cho những người đó có thể gốc Á Châu đó có thể bắt kịp vô trong cái hệ thống nhà trường, cũng như là những cái công ăn việc làm khác, và thưa quý đồng hương, cái đó là một cái vấn đề. Còn một cái vấn đề thứ hai đó, về cái vấn đề mà về tiểu thương gia, làm sao có những cái ưu đãi công bằng cho những tiểu thương gia thiểu số, cũng áp dụng cho những tiểu thương gia gốc Á Châu, và thưa quý đồng hương, và về nói về những cái nhân quyền, những cái cơ hội về làm ăn cũng vậy, như là thường thường nước Mỹ hoặc là những tiểu bang theo cái những cái luật của liên bang là lúc nào cũng cho một cái
sự ưu đãi về những cái ngành nghề khác nhau, như là chúng ta làm về business thì có những cái lúc mà chúng ta đi bỏ đấu thầu với cơ quan chính phủ hoặc là cơ quan của nhà trường, cơ quan của thành phố hoặc cơ quan của tiểu bang hoặc là của liên bang, thì những cái ưu đãi đó sẽ được dễ dàng cho những cái người nhà thầu hơn. Và thưa anh, thì cái đó là những cái vấn đề mà 10 năm nay những dân biểu gốc Á Châu đã đi tới những thành phố khác nhau mà có người gốc Á Châu đông nhất để mà hiểu, nói chuyện với cái người gốc Á Châu tại địa phương để mà có thể mà lấy cái mẫu số chung để làm luật về tiểu bang, làm luật cho những cái sắc dân người Á Châu đó anh. Và trong 3 năm vừa qua không phải cái những cái khối dân biểu gốc Á Châu không những làm việc riêng cho khối Á Châu không, nhưng mà được cái sự đã cùng với những cái khối thiểu số khác như người da đen, người mọi da đỏ và người Latino đã hợp tác với nhau lại. Bốn khối dân biểu này đã hợp tác lại với nhau để tranh đấu chung và cho cái quyền lợi cho chung cho những cái dân thiểu số. Cái này được bắt đầu bằng cái khối dân biểu người da đen mời những cái khối khác hợp tác lại, kể cả cái khối dân biểu Á Châu hợp tác lại với nhau. Mà khối da đen thường thường mới nói với gốc Á Châu, như mấy người bị dân biểu gốc Á Châu như thế này, là mấy chục năm về trước cái khối người da đen đã mở rộng vòng tay và kêu gọi tất cả những dân biểu gốc thiểu số khác để mà làm việc chung. Nhưng mà những dân biểu gốc như gốc Á Châu hay gốc Latino không có công bằng trong cái cộng đồng họ, thành ra họ nói rằng không, bọn tôi muốn làm việc chung với đây. Nhưng mà sau này vì cái nhu cầu rất là phức tạp cho những cái tiến triển của cộng đồng của những đồng bào thiểu số nói chung, thì bắt buộc bốn khối thiểu số phải ngồi chung lại với nhau để làm việc. Và trong 3 năm qua là cái hành trình mới mẻ nhất đã 3 năm, và nhưng mà 3 năm bốn khối đã làm việc rất là chặt chẽ và đạt được rất là nhiều kết quả. Dạ thưa anh. Dạ vâng, nhân cái cơ hội này cũng cảm ơn dân biểu Huê Bơ Võ. Đây là cái điều hãnh diện cho cá nhân anh nói riêng và cái tập thể người Việt nói chung, đã có sự liên minh cộng tác với nhiều sắc dân khác nhau các về lập pháp để mà tranh đấu quyền lợi của những cái sắc dân này, trong đó có quyền lợi của người Việt Nam. Thưa anh, dưới cái nhìn của anh đó, thì sau khi mà anh sinh hoạt với các cái sắc dân khác đó, thì họ đánh giá về cộng đồng của người Việt Nam của mình ra sao thưa anh? Dạ thưa anh, mình cái người Việt mình mặc dù qua bên nước Mỹ này đó mới được chập chững tới, nếu năm 2015 đó sẽ là 40 năm rồi thưa anh, thì cũng là một cái thời gian không phải là cái thời gian lâu dài gì hết. Mà chúng ta thì trong với đời người của chúng ta thì chúng ta thấy một cái đó là một cái thời gian rất là dài, nhưng mà đối với sự thành lập của một cái cộng đồng trong một nước mới bước chân vào thì đây là một cái thời gian rất là còn trẻ trung. Và thưa quý đồng hương, thì một khi mà Hubert đi hợp như vậy, hồi xưa nước Mỹ lấy thống kê chung là họ lấy thống kê chung của người da đen, của người Mỹ Tây Cơ, của người mỏ da đỏ và của gốc Á Châu. Nhưng mà gốc Á Châu của chúng ta rất là có nhiều chủng tộc khác nhau. Và thưa quý đồng hương, có người Nhật, người Tàu, người Ấn Độ, người Việt Nam, người Lào, người Campuchia, vân vân. Hồi xưa đó chỉ là cái thống kê, chỉ là lấy chung cái mẫu số của người Á Châu. Nhưng mà sau này có cái khối Á Châu của Hubert Võ từ 10 năm nay đó, thì những cái thống kê của liên bang, của chính phủ liên bang cũng như của những trường học đại học hoặc là những cái địa phương, thì bắt đầu bây giờ nhờ cái công việc làm của những dân biểu gốc Á Châu như Hubert Võ đã đòi hỏi cơ quan chính quyền địa phương cũng như liên bang, tiểu bang, lúc mà lấy thống kê phải chia ra từng sắc dân, người Nhật, người Tàu, người Việt Nam, người Campuchia, vân vân và vân vân, những cái loại sắc dân Á Châu khác nhau. Thì nói chung đó thì cái người Việt của chúng ta đó cần phải bắt kịp rất là nhiều đối với những cộng đồng bạn khác, anh, nhất là cái vấn đề học vấn. Chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta tổ chức vinh danh các con em của chúng ta đậu thủ khoa vân vân và vô đại học như thế này như thế nọ, nhưng mà so với những gốc Á Châu khác đó, chúng ta hầu như đứng hạng chót đó. Dạ thưa anh Hoàng Bách, thành ra chúng ta phải có những cái sự cố gắng và phải có những cái cơ hội cho cái cộng đồng của người Việt của chúng ta phát triển thêm. Dạ thưa anh, khán thính giả, như là dân biểu Huy Vui Võ vừa trình bày với quý khán thính giả đó, chúng ta có người
của chúng ta vào trong các đơn vị dân cử đó của lập pháp của Hoa Kỳ, thì chúng ta mới có cơ hội trình bày cái quan điểm của mình, và có như vậy đó thì chúng ta mới tranh đấu cái quyền lợi cho người Việt của chúng ta. Cho nên quý vị đang nghe đài, tôi nghĩ là trong tương lai quý vị sẽ đi dồn phiếu, cố gắng bỏ phiếu càng nhiều, bởi vì người Hoa Kỳ họ đánh giá cái thực lực, cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta qua cái lá phiếu, và đánh giá là chúng ta có nhiều người tham gia vào dòng chính á, thì có như vậy tiếng nói của chúng ta mới mạnh, và trong tương lai chúng ta có thể hỗ trợ những cái định, những cái dự luật hay là những cái điều gì đối với đất nước của chúng ta trong tương lai. Thì thưa dân biểu cũng như thưa quý thính giả, sau khi mà thắng cử thì dân biểu có đi gặp gỡ họp với các dân biểu mà sát dân thiểu số, và sau đó thì chúng tôi được biết là dân biểu có đi 10 ngày, được chính phủ Nhật họ mời các cái dân biểu tại Hoa Kỳ này đi qua thăm Nhật. Và thì dân biểu có thể cho quý khán thính giả được biết qua cái chuyến đi này, người Nhật họ tìm hiểu được cái quan điểm của người Nhật như thế nào, và dân biểu có học hỏi được gì qua cái sự việc mà đi trong chuyến công tác này? Dạ thưa anh Hoàng Bách và quý đồng hương, mặc dù cái chuyến đi đó có 10 ngày nhưng mà Hiếu Bục Võ rút tỉa được rất là nhiều những cái điểm học hỏi được của nước Nhật, và cũng như cái sự hiểu biết về mọi mặt của nước Nhật, và cũng như nước Nhật muốn tìm hiểu với tới những cái dân biểu mà gốc Á Châu của chúng ta trong với những cái sắc dân khác. Và thưa quý đồng hương, thì cái chuyến đi đó, và thưa quý đồng hương, gồm có 5 người vị dân biểu, trong đó có Hiếu Bục Võ. Thì 5 vị dân biểu này đó là thuộc về dân biểu gốc Á Châu, đại diện cho những cái gốc Á Châu của những nước khác nhau, như Hiếu Bục Võ gốc người Việt, có một người gốc về Korea, Đại Hàn, một người gốc về Ấn Độ, một người gốc về Nhật, và một người gốc về người Trung Hoa, và năm người này đã đi qua bên Nhật trong 10 ngày, thì được tiếp xúc với nhiều cái cơ quan khác nhau, nhiều cái hãng xưởng khác nhau, kể cả Mitsubishi, Toyota và những hãng lớn cũng như những hãng nhỏ. Và thưa quý đồng hương, thứ nhất qua Nhật đó, để Hiếu Bục Võ kể rất là nhanh về cái hành trình mới qua Nhật đó, thì đi tới những cái chỗ mà coi về cái nền văn hóa và phong tục của nước Nhật. Ngày thứ tới ngày thứ bảy thì chủ nhật thì Hiếu Bục Võ đi qua một tới Tokyo, xong từ thứ bảy chủ nhật thì đi qua cái thành phố Kyoto. Thì Kyoto bữa đó là chủ nhật, thì họ dắt cho đi coi những cái những cái công viên, cái National Park của thành phố Kyoto, một là một cái thành phố mà đã giữ được cái nguyên vẹn cái truyền thống, cái văn hóa của người Nhật mà từ mấy xưa tới nay, từ cả đệ nhị thế chiến và trước đệ nhị thế chiến, cái thành phố Kyoto không đã bị tàn phá bởi chiến tranh, vẫn giữ được cái đặc thù của nước Nhật. Và thưa quý đồng hương, thì qua đó Hiếu Bục Võ học được những cái văn hóa của nước Nhật, một cách mà người ta đem trà ra đãi trà như thế nào, và những cái mà vườn hoa, người ta giữ vườn hoa như thế nào cho những vị mà lãnh tụ của nước Nhật. Và cái thứ hai thì Hiếu Bục Võ mới bắt đầu vô những cơ quan chính quyền, như là vô trong cái thị trưởng của Kyoto, và sau đó sáng thứ hai lấy cái xe lửa chạy nhanh về lại tới thành phố Tokyo. Và dạ thưa quý đồng hương, cái xe lửa điện mà chạy nhanh đó, thì tại nước Mỹ này chúng ta hiện bây giờ chưa có một cái hệ thống xe lửa nào chạy nhanh như cái xe lửa bên Nhật hết. Nhưng mà trong tương lai, trong 1 năm 2 năm gần đây, sẽ có cái đường xe lửa đã dự tính nối liền từ Houston tới Dallas. Dạ thưa quý đồng hương, thì cái đường xe lửa mà chạy nhanh đó, hiện nay cái hãng mà Hiếu Bục Võ đã tới gặp bên Tokyo đó, họ đang bỏ cái sự đấu thầu vô để làm cái đường xe lửa đó nối liền từ Houston tới Texas, và trong khóa họp tới thì Hiếu Bục Võ sẽ điều trần tới và hiểu biết thêm cái đoạn đường nó như thế nào. Dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn dân biểu. Thì qua cái chuyến đi này đó, dự trù chính phủ Nhật trong tương lai còn tiếp tục mời nữa không? Chúng tôi được biết là đối với Đài Loan đó, thì họ tìm cách họ lobby, ví dụ như họ lobby với các cái dân biểu tiểu bang để làm ra những cái đạo luật được dễ dàng cho người Đài Loan qua thăm bên này. Và người Đài Loan họ đầu tư rất là nhiều ở bên các thành phố của Hoa Kỳ, cho nên được dễ dàng.
thì dân biểu có thể cho biết tại sao người Nhật bây giờ họ mới bắt đầu họ không lobby, hoặc là họ mời các cái dân biểu liên bang, mà họ bây giờ họ đi từng các cái thành phố, các cái tiểu bang để mời các cái vị dân biểu của nhiều tiểu bang tổng hợp lại để tạo thành sức mạnh, làm cái nền cho cái vấn đề mà vận động cái liên bang? Dạ thưa anh Hoàng Bách, thì tất cả các nước trên thế giới bây giờ đã biết cái hạ tầng cơ sở của nước Mỹ hoạt động như thế nào về vấn đề lập pháp. Hồi xưa thường thường người ta ưa tới gặp những vị dân biểu tại liên bang để nói chuyện của một nước đối với một nước. Nhưng mà họ biết rằng cái tiểu bang có những cái nước Mỹ tuy có liên bang nhưng mà mỗi tiểu bang nó có một cái hiến pháp riêng, một cái sự cai trị độc lập riêng, mặc dù nó dưới cái dù của cái luật của liên bang, nhưng mà có thể cái luật có thể sửa đổi chút đỉnh, và cái sự phát triển kinh tế của mỗi tiểu bang nó khác nhau. Và thưa quý đồng hương, thành ra từ đó những cái nước từ cái khối Âu Châu cũng như khối Á Châu đã bắt đầu len lỏi vô trong cái những cái ngành lập pháp của tiểu bang. Thành ra cách đây mấy năm Hiêu Bực Võ cũng đã đi qua bên Âu Châu, những cái nước bên Âu Châu cũng đã mời Hiêu Bực Võ và qua để mà trao đổi ý kiến, và nhất là Đài Loan. Mặc dù Đài Loan không phải là một cái không được công nhận là một xứ, dạ thưa anh, nhưng mà họ lobby rất là chặt chẽ và một cái cách họ rất là khôn ngoan. Họ lúc nào mỗi khóa họp tại tiểu bang Texas họ cũng nhờ Hiêu Bực Võ làm dùm vài những cái nghị quyết khác nhau cho nói nôm na là cho nước Đài Loan, dạ thưa anh. Thì trong những cái năm vừa qua đó thì mặc dù người Đài Loan qua lại với nước Mỹ và cũng như tiểu bang Texas rất là nhiều, con em của người Đài Loan học những trường đại học của tiểu bang Texas rất là nhiều, và họ xin Hiêu Bực Võ làm cái nghị quyết để đưa lên liên bang, là bây giờ nói họ qua đây đó họ không cần phải có cái visa, qua đây dùng cái passport của bên nước của họ để qua đây. Thì như vậy Hiêu Bực Võ hình như là 6 năm về trước Hiêu Bực Võ làm cái nghị quyết đó và được đưa lên cho liên bang, và liên bang xét lại và đã chấp thuận cái đó. Dạ thưa anh, như là trong 2 năm vừa qua thì như là người Đài Loan qua đây đó và qua tiểu bang Texas thì phải lấy lại cái bằng lái và đi qua cái thủ tục như là một cái người mà nước ngoài vô, nó rất là khó khăn. Thành ra bây giờ họ xin Hiêu Bực Võ 2 năm về rồi, nói làm sao nói với những cái Public Safety Department đó là cho họ họ có bằng lái bên đó đó, thì cho họ được miễn cái bằng lái bên này và cũng có thể dùng cái bằng lái họ như vậy được. Thì Hiêu Bực Võ đã nói với lại cái Public Safety Department của tiểu bang Texas nghiên cứu thêm coi cái đó là một có vấn đề gì trở ngại không, nếu được thì thông cho họ qua như vậy. Thì hiện nay tiểu bang Texas đã chấp nhận cái bằng lái của bên Đài Loan, cho thấy anh vân vân. Cái đó là một những trong những cái ví dụ mà những cái nước mà lobby tới tiểu bang Texas để mà tìm hiểu thêm cho người dân họ qua những cái tiểu bang mà có thể phát họ có thể phát triển được và cái sự ưu đãi và tạo ra cái sự dễ dàng cho họ đi tới lui, dạ thưa anh. Dạ vâng. Thì chúng ta biết là Đài Loan đó tuy là trước đây là một quốc gia trong Liên Hiệp Quốc, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ cũng như các nước loại ra để đem Trung Cộng vào, cho nên Đài Loan họ tìm cách họ lobby. Đây là một cái điều rất là dễ hiểu. Thì thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong tương lai Nhật Bản sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng ở Á Châu và trở thành là một cái quốc gia mà có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong tương lai, nếu mà Việt Nam có tự do dân chủ, là một cái cánh tay nối dài của Mỹ. Cho nên lát phần thứ hai chúng tôi sẽ trình bày mời dân biểu để chia sẻ thêm. Đến đây thì chúng tôi xin phép được tạm dừng để chạm một vài thông tin thương mại. Xin nhà quý khán thính giả tiếp tục duy trì màn hình để theo dõi chương trình Nhịp Sống Quanh Ta phần thứ hai với dân biểu Hiêu Bực Võ.